tiếp tục cập nhật liên quan đến đối đầu Nga phương Tây. Liên minh châu Âu EU mới đây đã quyết định siết chặt visa với công dân Nga nhập cảnh, xem đây là vòng trừng phạt kinh tế mới nhất. Tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở đó chứ không cấm hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, bất chấp căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Nga và Mỹ vẫn thảo luận về việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Nói về việc cố lãnh đạo Liên Xô Gorbachev vừa từ trần, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi ông là người có tầm nhìn phi thường. Liên quan đến khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói họ vẫn còn nhiều việc phải làm ở Afghanistan sau một năm Taliban nắm quyền. Trong khi đó, Iran muốn có thêm bảo đảm từ Mỹ để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân 2015. Liên quan đến kinh tế châu Âu, lạm phát của khu vực này tiếp tục cao kỷ lục liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế Nga. Trong đó, giá khí đốt đóng một vai trò nhất định ở bên kia tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết họ có đủ ga để dùng ít nhất 100 năm nữa. Quá mệt mỏi với các vấn đề kinh tế và xung đột, phần lớn người Đức ủng hộ quan điểm phương Tây cần đàm phán với Nga. Những vấn đề đáng chú ý khác trên thế giới: Nữ hoàng Anh phá vỡ truyền thống bổ nhiệm tân thủ tướng. Chỉ số công nghiệp của Trung Quốc giảm trong tháng 8. Thâm hụt thương mại của Hàn Quốc trong tháng 8 tiếp tục cao. Nhật Bản nới lỏng biện pháp kiểm soát Covid-19 cho khách du lịch. Thú vị cuộc triển lãm chim ưng ở Ả Rập Xê Út. Qatar xây dựng nhà máy amoniac xanh lớn nhất thế giới. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay là những liên quan đến cuộc đấu đầu căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Thưa quý vị, Reuters đưa tin các bộ trưởng EU sau cuộc họp vào hôm 31 tháng 8 đã thống nhất một thỏa thuận về việc hạn chế cấp thị thực đối với công dân Nga nhập cảnh. Tại hội nghị các ngoại trưởng EU ở Praha hôm 31 tháng 8, các bộ trưởng đã bác bỏ một lệnh cấm thị thực toàn EU với công dân Nga. Thay vào đó, là thực hiện các hạn chế nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga. Điều này có nghĩa là công dân Nga sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn để xin thị thực. Đề xuất cấm thị thực du khách Nga trên toàn EU trước đó đã khiến nội bộ EU lục đục. Nếu Ba Lan, Cộng hòa Séc, Phần Lan và các nước Baltic ủng hộ lệnh cấm, thì Đức, Pháp và Slovenia lại lên tiếng phản đối. Phát biểu sau cuộc họp hôm 31 tháng 8, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU nhấn mạnh, hạn chế trên sẽ giúp giảm đáng kể số lượng thị thực mới được cấp bởi các nước thành viên EU đối với công dân Nga. Phản ứng trước quyết định của EU, Nga cho biết sẽ đáp trả tương xứng. Theo hãng thông tấn Interfax, dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryazov vào hôm 31 tháng 8, Nga và Mỹ đang thảo luận về việc tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban Tư vấn song phương liên quan đến việc kéo dài hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Hôm 31 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng có tín hiệu khả quan cho việc kéo dài hiệp ước này thông qua một cuộc đàm phán. Hiệp ước này là thỏa thuận song phương duy nhất Giới hạn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, phía Mỹ đã đưa tin Nga đã quyết định tạm thời rút khỏi hiệp ước này nếu hai bên có thể tiến hành đàm phán về việc kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí, nhất là các tên lửa tầm trung thì có lẽ đây là điểm tích cực hiếm hoi trong mối quan hệ đang vô cùng căng thẳng giữa hai nước. Trước đó hai bên cũng để ngỏ khả năng đàm phán về một thỏa thuận trao đổi tù binh. Lực lượng phòng vệ Đài Loan vừa bắn hạ một máy bay không người lái UAV chưa xác định, bay phía trên một hòn đảo tí hon mà Đài Bắc kiểm soát, cách không xa bờ biển Trung Quốc. UAV dân sự này bay về hướng vùng biển hạn chế ở gần đảo Siu thuộc quần đảo Kim Môn vào trưa ngày 1 tháng 9, và lực lượng trên hòn đảo đã bắn hạ chiếc UAV sau nhiều lần cảnh cáo, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết. Đây là lần đầu tiên Đài Loan bắn hạ một chiếc UAV bay trên khu vực do họ kiểm soát. Trung tướng Trang Trung Sun, phát ngôn viên đơn vị phòng vệ ở Kim Môn cho biết, chiếc UAV bay cách trung tâm đô thị của Kim Môn chỉ khoảng 4 km. Ông cho biết thêm, ngay khi phát hiện UAV chưa xác định, chúng tôi đã tuân theo quy trình tiêu chuẩn. Chúng tôi đã cảnh cáo xua đuổi nó trước khi bắn hạ, vì UAV không rời khỏi khu vực trong thời gian ngắn nhất. Ông Trang nói, chiếc UAV không bay hoàn toàn vào địa phận CU và vẫn ở trong vùng nước hạn chế khi nó bị bắn hạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và duy trì an ninh ở khu vực phụ trách, ông Trang nói thêm. Trước đó, ngày 31 tháng 8, cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng thông báo đã khai hỏa về hướng 3 UAV dân sự bay theo ba hướng khác nhau ở quần đảo Kim Môn, trong đó một chiếc được cho là xuất phát từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc và bay phía trên đảo Erdan thuộc Kim Môn, sau khi bị bắn cảnh cáo, nó rút về Hạ Môn. Đài Loan đã tiếp tục báo cáo UAV bay xung quanh các hòn đảo xa mà họ kiểm soát. Vào hôm 29 tháng 8, cơ quan phòng vệ Đài Loan ban hành nguyên tắc 4 bước để ứng phó UAV, bao gồm bắn cảnh cáo, báo cáo vụ xâm nhập, trục xuất UAV và cuối cùng là bắn hạ. Tính đến ngày 1 tháng 9, Đài Loan đã 3 ngày liên tiếp khai hỏa để xua đuổi các UAV xâm phạm. Quân đội Trung Quốc đã tăng cường tập trận xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Washington khẳng định chuyến thăm của bà Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng đến hòn đảo trong vòng 25 năm, không phải là một tín hiệu rằng Nhà Trắng đã thay đổi chính sách về Đài Loan. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn xem đó là một màn trình diễn nhằm ủng hộ thế lực đòi ly khai ở Đài Bắc. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Đa số quốc gia, gồm cả Mỹ, không công nhận Đài Loan là một nước độc lập. Tuy nhiên, Washington phản đối mọi ý đồ kiểm soát hòn đảo bằng vũ lực. Theo tờ The Hill đưa tin, vào ngày 30 tháng 8 sau khi cựu lãnh đạo Liên Xô ông Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91, tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự tôn kính dành cho ông và nói rằng ông là một người có tầm nhìn phi thường. Ông Biden từng là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong thời gian ông Gorbachev đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Moscow. Trong bài chia sẻ, ông Biden ca ngợi những cải cách dân chủ của ông Gorbachev và cho rằng Việc cởi mở và tái cấu trúc của ông Gorbachev không chỉ đơn thuần là khởi hiệu, mà còn là tương lai cho người dân Liên Xô trong khoảng thời gian bị cô lập và tiêu thốn. Ông Biden nói thêm, đây là những hành động vô cùng hiếm có đối với một nhà lãnh đạo, người có khả năng nhìn ra một tương lai khác cho đất nước và dũng cảm dùng toàn bộ sự nghiệp của mình để đạt được nó. Ông Biden cũng nói rằng, ông Gorbachev đã góp phần ngăn chặn việc phát triển kho vũ khí hạt nhân của hai nước và hiểu lý do vì sao nhà lãnh đạo Liên Xô cũ được đánh giá cao, đồng thời cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của ông về sự ra đi này. Vào ngày 31 tháng 8, một ngày sau sự ra đi của cựu lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, người dân trên đường phố Berlin đã ca ngợi ông là vị chính khách đã mang lại sự thống nhất cho nước Đức và nói rằng sự ra đi của ông là mất mát cho nền chính trị thế giới. Một du khách người Mỹ đến thăm Berlin cho biết, ông ấy đã giải phóng nơi này và hỗ trợ rất nhiều người khác. Ông ấy là người tốt và đã giúp thay đổi lịch sử nhưng lẽ ra mọi thứ phải tốt hơn nhiều. Một công dân tên Bogdan Kisik, người Ukraine đã ca ngợi ông Gorbachev nói rằng ông ấy có một tư tưởng rất tốt. Với chúng tôi, điều đó mang lại sự tự do. Một công dân khác tên Sigrid Menzel, sinh ra và lớn lên ở Tây Berlin đã nói rằng những gì ông ấy đã làm vô cùng tuyệt vời. Ông ấy đã giúp thúc đẩy sự sụp đổ của bức tường Berlin. Ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã qua đời ở tuổi 91 tại Bệnh viện Moscow sau 2 năm trị bệnh. Trong 6 năm từ năm 1985 đến năm 1991, ông đã ký kết các hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ, hợp tác với các cường quốc phương Tây để loại bỏ bức màn sắt chia cắt châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và mang lại sự thống nhất cho nước Đức. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8 đánh dấu một năm kể từ khi Mỹ rút những đội quân cuối khỏi Afghanistan. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới đây nói rằng công việc chống khủng bố của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Trong một bản ghi nhớ gửi cho tất cả các nhân viên của Bộ Quốc phòng, ông Austin cho biết quân đội Mỹ đã đến Afghanistan vào năm 2001 để tiến hành một cuộc chiến tự vệ cần thiết nhằm đối phó với những kẻ cực đoan. Kể từ đó, không một tổ chức nào có thể thực hiện một cuộc tấn công như vậy vào nước Mỹ. Việc rút quân khỏi Afghanistan một năm trước đó được coi là một thất bại rất lớn đối với chính quyền ông Biden. Các báo cáo tiết lộ rằng Mỹ không hề lường trước được việc chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ nhanh chóng để cho Taliban nắm chính quyền. Nhưng Tổng thống Joe Biden và các thành viên trong nội các của ông cho biết, Mỹ đã nỗ lực sơ tán hơn 124.000 người tị nạn, chủ yếu là thường dân Afghanistan, và tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan chỉ khiến nước Mỹ phải trả giá nhiều hơn. Trong bản ghi nhớ đưa ra hôm thứ Ba ngày 30 tháng 8, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người đã phục vụ ở Afghanistan trong hai thập kỷ qua, bao gồm các thành viên dân sự Mỹ, cựu chiến binh và gia đình của họ. Ông Austin cho biết, mình là một cựu chiến binh nếu ông hiểu rõ được sự dũng cảm vị tha và lòng nhân ái của những người mỹ và afghanistan phục vụ trong cuộc chiến ông austin nói tiếp tuy nhiên chúng tôi biết nhiệm vụ này chưa kết thúc nước mỹ sẽ không ngừng chống lại những kẻ cực đoan chúng ta cam kết nỗ lực giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan không ai có thể nghi ngờ quyết tâm của mỹ trong việc giữ an toàn cho công dân của mình Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này cần sự đảm bảo mạnh mẽ hơn từ Mỹ trong việc tái khởi động thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đồng thời, Iran kêu gọi cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc nên bỏ qua các cuộc thăm dò có động cơ chính trị về hoạt động hạt nhân của Tehran. Sau 16 tháng đàm phán giữa Tehran và Washington, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell Ngày 8 tháng 8 cho biết, EU đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng để gỡ bỏ những vướng mắc trong việc khôi phục thỏa thuận. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran là ông Hossein amir cho biết Tehran đang xem xét cẩn thận phản ứng của Washington đối với văn bản được EU chuyển từ Iran vào tuần trước với tư cách là người điều phối cuộc đàm phán hạt nhân. Ông Amir Bodalihan đã phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga tại Moscow. Iran đang xem xét cẩn thận văn bản do EU soạn thảo chúng tôi cần sự đảm bảo mạnh mẽ hơn từ Mỹ để có một cuộc thỏa thuận bền vững. Ngoại trưởng Amira Abdoblihan không nêu chi tiết những đảm bảo đó nói gì, nhưng sau nhiều tháng đàm phán với Washington ở Viên, chính quyền Tehran đã yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng sẽ không có tổng thống Mỹ tương lai nào từ bỏ thỏa thuận hạt nhân, giống như những gì cựu tổng thống Donald Trump đã làm vào năm 2018. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden hiện không thể đưa ra những đảm bảo chắc chắn như vậy bởi vì thỏa thuận này là một vấn đề liên quan đến chính trị hơn là một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý. Theo hãng tin Reuters, Israel phản đối việc khởi động lại thỏa thuận năm 2015. Ông Biden đã tuyên bố sẽ khôi phục thỏa thuận, đồng thời cũng đảm bảo an ninh cho Israel, kẻ thù truyền kiếp trong khu vực của Iran. Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã không bình luận về các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân trong các bài phát biểu trước công chúng trong nhiều tháng qua. Theo trang thông tin RT của Nga, Nhà Trắng mới đây đã mô tả những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và đề cao khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại là mối đe dọa cực đoan hiện hữu đối với đất nước. Trả lời các phóng viên hôm 31 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Catherine Jean-Pierre cho hay Tổng thống Joe Biden nghĩ hiện đất nước đang bị đe dọa. Bà Jean-Pierre nêu rõ, theo Tổng thống, những người theo đảng Cộng hòa ủng hộ khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử là mối đe dọa đối với sự tự do và quyền lợi của người dân đất nước. Thư ký báo chí Nhà trắng không nêu rõ kế hoạch của ông Biden trong việc ứng phó với mối nguy này, song khẳng định rằng bằng bất kỳ cách nào, bạo lực hay các mối đe dọa hoàn toàn không có chỗ đứng trong xã hội. Đây không phải là đầu tiên chính quyền tổng thống Joe Biden công khai có những người ủng hộ cựu tổng thống là mối đe dọa đối với đường lối của nước Mỹ. Nhiều người chỉ trích rằng ông Biden đang biến đảng đối lập trở thành bàn đạp cho chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, bà Jean Pierre đã phủ nhận việc Tổng thống muốn tấn công tất cả các cử tri ủng hộ ông Trump, mà chỉ đề cập đến thành phần cực đoan trong đảng Cộng hòa. Theo số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu Eurostat công bố hôm thứ Tư, 31 tháng 8, trong tháng 8 lạm phát ở khu vực đồng euro đạt kỷ lục khi chạm mức 9,1%. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá năng lượng tăng cao. Lạm phát hàng năm ở 19 quốc gia đã tăng lên mức 8,9% trong tháng 7. Đây là mức cao nhất được ghi nhận từ năm 1997. Điều này đã gây thêm áp lực buộc các quan chức ngân hàng trung ương châu Âu ECB tiếp tục tăng lãi suất. Giá cả đang tăng ở nhiều quốc gia khi xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn. Bên cạnh đó, sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid gây ra cũng đóng một vai trò trong việc đẩy giá lên. Mùa hè năm nay đã chứng kiến làn sóng đình công trên khắp thế giới do lực lượng lao động đòi lương cao hơn và người dân EU thật sự mệt mỏi với chi phí sinh hoạt cao. Theo ước tính sơ bộ của Eurostat, tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, giá năng lượng tăng 38,3%, mặc dù tỷ lệ này thấp hơn một chút so với tháng trước, trong khi giá thực phẩm tăng với tốc độ nhanh hơn 10,6%. Còn tình trạng lạm phát ở Anh, Đan Mạch và Na Uy, những quốc gia có đồng tiền riêng của họ cũng đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, gần một nửa châu Âu đang bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán chưa từng có, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, khiến giá lương thực tăng cao. Trang RT đưa tin hôm 31 tháng 8, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Gazprom cho biết nước này đang sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên đủ dùng trong ít nhất một thế kỷ. Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh quốc tế, ông Alexei Miller, người đứng đầu Gazprom nói, những người tiêu dùng của chúng tôi, những công dân Nga, sẽ luôn được tiếp cận với nguồn năng lượng giá rẻ và đáng tin cậy. Họ có thể tin tưởng vào tương lai ngành khí đốt của đất nước, bởi vì chúng tôi có thể cung cấp nguồn cung cho họ trong 100 năm tới. Ông Mueller đưa ra bình luận trên cùng với những dự báo lạc quan về sự phát triển của các nguồn tài nguyên rộng lớn ở phía bắc bán đảo Yaman của Nga. Người đứng đầu Gazprom còn tiết lộ họ sắp khai trương một mỏ khí mới là Karasavay, cũng như thúc đẩy phát triển mỏ Movanenkovo. Hiện Nga đang nắm giữ trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, ước tính tương đương 1 phần tư tổng trữ lượng toàn cầu. Dẫn một cuộc khảo sát gần đây, trang RT cho biết hơn một nửa người Đức được hỏi đã thể hiện mong muốn rằng phương Tây nên triển khai các cuộc đàm phán với Nga nhằm hiện thực hóa nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cuộc thăm dò do một công ty Đức tiến hành với hơn 1.000 người tham gia mới đây cho thấy, gần 80% trong số này tin rằng phương Tây cần có những nỗ lực cụ thể để khởi động tiến trình đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine với Nga, trong khi chưa đến 20% phản đối điều này. Cuộc thăm dò trên cũng nêu rõ, gần 90% cho rằng việc các nhà lãnh đạo phương Tây giữ liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin là điều cần thiết. Về mức độ viện trợ của Đức cho Ukraine, hơn 40% hài lòng về tình trạng hiện tại trong khi 26% muốn Berlin tăng cường viện trợ và 25% không hài lòng. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã lên tiếng cảnh báo nước này có thể sẽ mất khả năng phòng vệ quốc gia nếu gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Kính thưa quý vị, truyền thống bổ nhiệm tân Thủ tướng Anh sắp bị phá vỡ khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ bổ nhiệm nhà lãnh đạo mới của đất nước tại Scotland thay vì ở cung điện Buckingham như thông lệ. Reuters dẫn lời người phát ngôn nữ hoàng Elizabeth II hôm 31 tháng 8 nói rằng nữ hoàng sẽ tiếp Thủ tướng Boris Johnson vào ngày 6 tháng 8 tại lâu đài Balmoral, ngày sau đó sẽ là lễ bổ nhiệm tân Thủ tướng. Đây là lần đầu tiên trong 70 năm trị vì nữ hoàng Anh đưa ra quyết định như vậy. Theo Reuters, điều này phần nào đã phản ánh tình hình sức khỏe của người đứng đầu hoàng gia Anh khi trước đó nhiều thông tin cho rằng bà gặp khó khăn về đi lại lâu đài ben Moran tại Scotland là nơi nữ hoàng Anh dành thời gian nghỉ dưỡng cho mùa hè. Hiện hai ứng viên đang cạnh tranh cho vị trí thay thế Thủ tướng Johnson là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9 và người chiến thắng sẽ di chuyển quãng đường hơn 1.600 km đến Ban Moran cả đi lẫn về để dự lễ bổ nhiệm. Vào hôm 31 tháng 8, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết việc sắp xếp bàn giao công việc cho vị Thủ tướng tiếp theo cũng phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nữ hoàng Elizabeth. Người phát ngôn của Cung điện Buckingham cho biết vào hôm 31 tháng 8 rằng nữ hoàng sẽ gặp Thủ tướng Johnson và người kế nhiệm của ông cho vị trí này vào ngày 6 tháng 9 tại Balmoral ở Scotland. Ông Johnson đã bị buộc phải từ chức vào tháng 7 sau khi hàng chục bộ trưởng rời khỏi chính phủ để phản đối chức thủ tướng của ông, vốn đã bị ảnh hưởng bởi hàng loạt vụ bê bối. Được biết, kết quả cho vị trí thủ tướng Anh sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, Ngoại trưởng Anh bà Liz Truss hiện đang dẫn trước cựu bộ trưởng tài chính ông Rishi Sunak. Ông Johnson nói rằng ông hiểu sự lo lắng mà công chúng phải đối mặt khi chi phí lương thực và năng lượng đang tăng cao, đồng thời cũng cho biết nhà lãnh đạo mới chắc chắn sẽ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ. Truyền thông Singapore đưa tin vào ngày 1 tháng 9, tại những thị trường giao dịch chính ở châu Á, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ khi nền kinh tế Trung Quốc đang có nhu cầu thấp bởi các lệnh phong tỏa để phòng chống COVID-19. Tại các thị trường chính ở châu Á, trong viên giao dịch sáng ngày 1 tháng 9, giá dầu Brent đã giảm khoảng 0,4%, còn 95,27 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu West Texas cũng giảm khoảng 0,4%, xuống còn 89,23 đô la Mỹ một thùng. Theo các chuyên gia, sự biến động của thị trường gần đây cho thấy dầu mỏ và khí ga rất khó để có thể giữ giá ổn định do chịu quá nhiều yếu tố tác động, nhất là cuộc xung đột ở Đông Âu, căng thẳng Nga phương Tây và các phản ứng tăng giảm sản lượng khai thác liên tục của OPEC. Những ngày qua cả OPEC và Mỹ đều tăng sản lượng khai thác lên mức cao nhất. Kể từ khi COVID-19 bùng phát vào tháng 4 năm 2020, sản lượng của OPEC đạt khoảng 29,6 triệu thùng một ngày, trong khi sản lượng của Mỹ đạt 11,82 triệu thùng một ngày. Trong khi đó, hoạt động của các nhà máy Trung Quốc có xu hướng giảm trong tháng 8 do COVID-19, nắng nóng và thị trường bất động sản đóng băng. Điều này khiến các đơn hàng mua dầu từ bên ngoài yếu. Vào cuối tuần này, các bộ trưởng tài chính G7 sẽ gặp nhau, nội dung thảo luận có thể áp giá trần đối với dầu thô từ Nga. Động thái có thể khiến Điện Kremlin giận dữ và chia rẽ Nga phương Tây càng thêm sâu sắc. Thưa quý vị, theo tạp chí Kinh tế Tài chính Caixin của Trung Quốc, chỉ số công nghiệp của nước này đã giảm trong tháng 8 do nhiều nguyên nhân như phong tỏa vì Covid-19, thiếu điện tại một số nơi và các đơn đặt hàng gửi về ít. Theo Caixin, chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc trong tháng 8 là 49,5 điểm so với 50,4 điểm của tháng 7 dưới 50 điểm có nghĩa là nền sản xuất đang có dấu hiệu đi xuống. Ông Wang Ye, chuyên gia kinh tế tại Kaixin Insight Group nói, nền kinh tế đang phục hồi sau đợt bùng phát COVID-19 trên diện rộng vào đầu năm nay. Tuy nhiên, nắng nóng bất thường, hạn hán, thiếu điện và sức mua thấp đã ngăn cản đà phục hồi và tạo ra nhiều mối đe dọa với nền kinh tế. Theo thống kê, trong tháng 8, nhiều công ty xí nghiệp phải cắt giảm việc làm và giờ làm để tiết kiệm chi phí. Điều này đang gây thêm áp lực lên thị trường lao động, vốn đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao và quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải chi tiêu nhiều. Tình trạng nhập khẩu nguyên vật liệu cũng giảm do không có nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất có một điểm sáng là giá nguyên vật liệu đầu vào đã giảm nhẹ trong tháng 8, kết thúc một chu kỳ 26 tháng tăng liên tục. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã tung ra một gói các biện pháp kích thích kinh tế trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ để vực dậy nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương nước này cũng cắt giảm lãi suất cho vay nhằm giảm áp lực cho các công ty và cá nhân đang cần vốn. Theo các chuyên gia, nếu Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách zero covid nghiêm ngặt, phong tỏa chặt chẽ như hiện giờ thì rất có thể kinh tế sẽ tăng trưởng ảm đạm cho cả năm nay và năm tới. Lý do là covid-19 chưa có dấu hiệu sẽ biến mất hoàn toàn. Cơ quan thống kê Hàn Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, thâm hụt mậu dịch của nước này là 9,47 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong nhiều tháng. Điều này tiếp tục tạo ra những áp lực lớn cho nền kinh tế, vốn cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như lạm phát. Trong tháng 8, tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc chậm, nhưng nhập khẩu lại nhanh, khiến cho thâm hụt mậu dịch cao, gây thêm áp lực với đồng quân vốn đang giao động ở mức thấp nhất trong 13 năm qua so với đồng đô la Mỹ Cụ thể, tăng trưởng xuất khẩu chỉ là 5,5%, trong khi tăng trưởng nhập khẩu đạt 28,2%. Ông Lee Seung Hoon, chuyên gia kinh tế tại Merit Securities cho biết, trong số các mặt hàng nhập khẩu của Hàn Quốc, dầu thô chiếm hơn một nửa, giá dầu đang có xu hướng giảm và lên xuống bất thường. Tuy nhiên, xu thế chung là thâm hụt của Hàn Quốc sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Được biết, thâm hụt thương mại trong thời gian dài đang gây áp lực lớn lên đồng quân nội tệ hiện đồng quân đã xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 4 năm 2009, tức thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tuần trước đã tăng lãi suất thêm 1% và có những dấu hiệu có thể siết chặt thêm nhằm chống lại sự suy yếu của đồng quân. Về xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8, các chuyến hàng đến Mỹ tăng 13,7% và châu Âu tăng 7,3% nhưng đến Trung Quốc lại giảm 5,4% do nước này cũng đang gặp khó khăn và nhu cầu tiêu dùng thấp. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, từ tuần tới, khách du lịch có thể đến Nhật Bản bằng các chuyến du lịch chọn gói mà không cần hướng dẫn viên sau khi nước này tiến hành nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt. Ông Kishida cho biết, từ ngày 7 tháng 9, Nhật Bản sẽ nâng giới hạn về số lượng người nhập cảnh hàng ngày vào nước này lên 50.000 người. Sau khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Nhật Bản đã duy trì các hạn chế nghiêm ngặt về vấn đề nhập cảnh lâu hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới. Đến tháng 6 năm 2022 vừa qua, nước này chỉ mới bắt đầu cho phép du khách quốc tế đến thăm với điều kiện phải đi theo nhóm du lịch có hướng dẫn viên. Thủ tướng Nhật Bản nói tiếp, về việc đi lại trên toàn cầu được tự do hơn sau dịch nhật bản sẽ nới lỏng các quy định nhập cảnh chúng tôi có thể tạo điều kiện cho khách du lịch từ tất cả các quốc gia có thể nhập cảnh vào nhật bản theo các chuyến du lịch chọn gói mà không cần hướng dẫn viên đồng thời chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay xuân sẻ hơn tuy nhiên sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc nhật bản mở cửa trở lại hoàn toàn và du khách vẫn phải đặt chuyến đi của mình thông qua các đại lý và phải xin thị thực theo truyền thông nhật bản trường hợp sau khi nhập cảnh vào nước này và phát hiện dương tính với covid du khách phải tuân theo hướng dẫn cách ly Hiện nay, khoảng 64% dân số và hơn 90% người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật đã được tiêm 3 mũi vaccine. Nhưng quốc gia này đã duy trì các quy tắc hạn chế nhập cảnh trong suốt đại dịch, không cho phép cư dân nước ngoài nhập cảnh trong vài tháng ở đỉnh điểm của những đợt bùng dịch đầu tiên. Thưa quý vị, trong 100 năm qua ở Ghana có một xưởng phim nhỏ tồn tại và lưu trữ những tấm ảnh về người dân và những nơi thuộc vùng thủ đô Accra như một nỗ lực để trân trọng giá trị lịch sử. Xưởng phim trưng bày ảnh mang tên Dio Gratias được lập ra vào năm 1922 bởi G.K. Bruce Vanderpige và là một kho lưu trữ hơn 50.000 hình ảnh về lịch sử và quá khứ của Accra từ những ảnh được đóng trong khung thủy tinh cho đến những tập tin ảnh kỹ thuật số, những bức ảnh này mang đến một cái nhìn độc đáo về quá trình chuyển đổi của Accra từ một cảng thuộc địa thành đô thị hiện đại nhộn nhịp như hôm nay. Sưởng phim hiện nay được quản lý bởi cháu gái của Bruce Vanderpuche, Kate Tamala, cô chia sẻ câu chuyện mà những tấm ảnh này truyền tải là về lịch sử, về những ngày đầu khi nô lệ bị đưa đi. Chúng tôi có rất nhiều hình ảnh về pháo đài các chính trị gia và cả những tòa nhà trước kia. Bức tường của xưởng phim treo đầy hình ảnh của những người đã thuộc về quá khứ, từ những công nhân đang làm việc cho đến nhà lãnh đạo phong trào độc lập Kikwam Kruma, tổng thống Mỹ Richard Nixon, nữ hoàng Elizabeth của Anh, những tấm ảnh về họ cũng có thể được tìm thấy ở đây. Ông Daniel Tektek, một nhà sử học hợp tác với xưởng phim Deo đã nói rằng nếu những bức ảnh như vậy không được bảo tồn thì quốc gia sẽ mất đi ký ức của mình. Ông nói, chúng ta đang sống trong một thế giới năng động và ta cần phải hiểu biết về toàn bộ quan phổ lịch sử và những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu ta biết về quá khứ, ta sẽ trân trọng hiện tại và có khả năng dự đoán tương lai. Kính thưa quý vị, một cuộc triển lãm thú vị về chim ưng được tổ chức ở Ả Rập Xê Út thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người yêu thích loài động vật này. Hôm 31 tháng 8, những người nuôi và đam mê chim ưng trên khắp thế giới đã tập trung về thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để tham gia triển lãm chim ưng quốc tế lần thứ tư. Ban tổ chức cho biết, sự kiện này có hơn 25 gian hàng trong không gian rộng 100.000 m2 là nơi để du khách chia sẻ tình yêu của mình với chim ưng cũng như học hỏi các kỹ năng chăm sóc loài vật này. Dự kiến triển lãm sẽ mở cửa từ 25 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Theo Reuters, Qatar vừa công bố dự án xây dựng nhà máy ammoniac xanh lớn nhất thế giới với kinh phí khủng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Hôm 31 tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, ông Saad al Kapi cho biết, nhà máy amoniac xanh lớn nhất thế giới do tập đoàn Qatar Energy đầu tư dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động vào quý đầu tiên của năm 2026. Ông al Kapi tiết lộ thêm, dự án này tiêu tốn gần 1.200 tỷ đô la Mỹ và có thể sản xuất 1,2 triệu tấn amoniac xanh mỗi năm bằng cách sử dụng điện phân nước để tạo ra hydro và thu nitơ từ không khí. Khi dân số tăng nhanh, nhu cầu năng lượng cũng tăng theo tỷ lệ thuận, trong đó khí tự nhiên đóng vai trò không thể thiếu trong cấu trúc năng lượng thế giới. Đặc biệt, ammonia xanh được xem là ứng viên sáng giá, giúp con người có thể đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050 theo như thỏa thuận Paris. Trong tháng 8 vừa qua, cơ quan nghiên cứu không gian quốc gia INPE của Brazil đã đưa ra 31.513 cảnh báo hỏa hoạn tại rừng Amazon qua vệ tinh, khiến tháng 8 năm nay trở thành tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2010, ghi nhận tổng cộng 45.018 đám cháy. Tháng 8 và tháng 9 là giai đoạn thường xuyên xảy ra các đợt cháy rừng Amazon nhiều nhất trong năm do lượng mưa giảm xuống. So với tháng 8 năm 2021, các vụ cháy rừng đã tăng 12,3% trong tháng 8 năm 2022 và cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình của tháng theo dữ liệu của INPE kể từ năm 1998. Sự gia tăng của đợt cháy này diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10, khi các ứng cử viên hàng đầu có mâu thuẫn gây gắt về nạn phá rừng ở khu vực Amazon. Cựu tổng thống Brazil thuộc phe cánh tả, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã tuyên bố sẽ bảo vệ rừng Amazon quyết liệt hơn và chỉ trích ông Jair Bolsonaro, đương kim tổng thống thuộc phe cánh hữu, vì đã để nạn phá rừng trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào trong 15 năm qua. Theo Reuters, các chuyên gia đổ lỗi cho ông Bolsonaro vì đã đẩy lùi các hoạt động bảo vệ môi trường ở Brazil. Chính điều đó đã mở đường cho những người khai thác gỗ và các chủ trang trại khai thác trái phép rừng Amazon nhiều hơn. Dữ liệu sơ bộ cho thấy diện tích rừng Amazon của Brazil bị cháy trong 7 tháng đầu năm nay, lớn gấp 7 lần thành phố New York. Hiện văn phòng của ông Bolsonaro và Bộ Môi trường Brazil chưa đưa ra phản hồi nào. Ý thưa quý vị, theo Reuters, câu lạc bộ Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh mới đây đã hoàn tất thương vụ mua hậu vệ trẻ hay nhất thế giới Wesley Fofana từ Leicester City với giá khủng. Reuters cho biết bản hợp đồng 7 năm giữa Chelsea và Fofana trị giá 74,25 triệu bảng đã bao gồm phụ phí Mức giá khủng này đã biến Fofana trở thành tân binh đắt giá thứ hai lịch sử The Blues, chỉ sau Romelu Lukaku hơn 100 triệu bảng. Sự hiện diện của ngôi sao 21 tuổi người Pháp được hy vọng sẽ giúp Chelsea tăng cường chức thép ở hàng phòng thủ. Chia sẻ sau buổi lễ ký hợp đồng với The Blues, Fofana nói, Đây là một cuộc mốc trọng đại với tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang vô cùng háo hức chờ đến ngày được ra sân thi đấu. Wesley Fofana sinh năm 2000 với xuất phát điểm từ lò đào tạo trẻ của San Atene. Năm 2020, anh gia nhập Leicester và nhanh chóng trở thành trụ cột của hàng thủ của đội bóng. Ngay trong mùa đầu tiên chơi trong màu áo của bầy cáo, Fofana đã vinh dự nhận được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của câu lạc bộ. Anh còn được huyền thoại Gary Linker đánh giá là hậu vệ trẻ hay nhất thế giới hiện nay những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thế giới hôm nay của chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo